Ôi, hôm nay ngột ngạt quá. Tớ nghĩ Pepsi rất hợp cho thời điểm này. Bạn chia sẻ với tớ một chút chứ, chúng ta là bạn mà. Thôi được rồi, tớ sẽ cho cậu một ít. Hello. Cho tớ một ít được không? Tớ cũng muốn Pepsi. Ôi, rất vui vì được gặp tất cả các bạn, rất đúng lúc. Ôi, đổi nhiều vào Mary. Ê, không còn gì cho tớ cả. Hai bạn làm tớ bực mình quá. Tớ sắp nổ rồi này. Bạn bị sao vậy Mary? Tớ muốn kết thúc điều này. Thử thách mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Mary, bạn làm chúng tớ sợ hãi. Bạn cứ yêu cầu nó mà. Mọi thứ đã sẵn sàng, bắt đầu thôi. Wow, kẹo dẻo, tuyệt thật đấy, trông đẹp thật. Này, đừng vội, hãy xem thẻ của các bạn trước nhé. Okay, here we go. Sao rồi? Ôi không, tớ không có gì cả. Ôi, mình bị giảm. Vậy là tớ nhận được thẻ may mắn rồi. Tuyệt thật đấy. Ôi, thôi là không công bằng. Bình tĩnh đi em mà. Quyết định này là do số phận thôi. Được kẹo dẻo đây. Nào, đổ hết vào. Tuyệt. Bây giờ tất cả là của tớ. Lily dừng lại. Tại sao? Bởi vì tớ được lấy một cái mắt của mình. Nó là của tớ mà. Cần chọn một cái gì đó thật đẹp. Bạn có thể nhanh lên một chút được không? Thời gian trôi đi này. Xong rồi Mary, mệt mỏi quá rồi. Tớ sẽ chọn cho bạn một con mắt. Cầm lấy đi. Không phải hoàn toàn những thứ tớ muốn. Ôi, nó trượt ra ngoài mất rồi, cẩn thận. Trời ơi, cái mắt đang giết chúng ta. Ôi, tớ bắt được rồi. Bạn có thể thở. Ồ, đúng mục tiêu luôn. Ừ, tớ rất vui mọi thứ đấy kết thúc tốt đẹp. Bây giờ đến là bạn đấy Lily. Tớ sẽ không nhỏ nhen. Với nhiều mắt như vậy, đủ khả năng để sang rất sang trọng. Ôi, mùi thơm lắm sao. Và mứt cam thật là ngọt ngào. Nhân tiện, có mứt bên trong thật là bất ngờ. Nhưng tớ nghĩ rằng còn thiếu một cái gì đó. Ừ, tớ nghĩ rằng tớ đang bắt đầu hiểu rồi. Chính xác, tớ cần nước sốt. Ồ, ý tưởng tuyệt vời đấy Lily. Tớ có nhiều ý tưởng. Ketchup và mayonnaise. Bạn nghĩ rằng nó sẽ phù hợp không? Hãy tin tớ đi, nó sẽ rất tuyệt. Emma, tớ sắp nôn rồi. Ôi, các bạn ghen tị với tớ thôi. Tớ sẽ lấy chiếc thìa thật lớn để có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị. Trông thật là tuyệt. Đến giờ thử rồi. Tớ không thể nhìn được. Ồ, tớ rất thích nó. Nó thậm chí còn ngon hơn tớ mong đợi. Lily bị mất một cái mắt kìa. Mary nhìn kìa. Ồ, đó là món quà của số phận. Tớ sẽ thử ăn trộm nó. Đây rồi. Nó là của tớ đây em à. Đẹp làm sao. Không, nó là của tớ. Cảm ơn các bạn tìm thấy. Trời ơi, bạn ấy bôi nhỏ chúng ta bằng nước sốt ngũ của bạn ấy. Trời ơi, kinh quá. Đừng cảm ơn tớ. Coca-Cola, đẳng cấp. Nhưng tớ phải nhắc các bạn đừng vội vàng. Hãy bắt đầu với các thẻ nhé. Cảm ơn Mary. Here we go. Mở ra nào. Trời ơi, không. Tớ không có gì cả. Còn tớ được tăng. Thật tiếc, tớ phải đưa cho bạn gần hết Coca-Cola của tớ rồi. Thôi, lần khác sẽ gặp may mà. Và hôm nay là ngày của tớ. Chúng ta cần một ly thật lớn và đổ tất cả Coca vào trong. Tớ không muốn chia sẻ với bạn một chút nào. Lily, đừng cố lừa tớ. Tớ thấy tất cả mọi thứ rồi. Đổ hết mọi thứ đi. Xong rồi. Còn cái này tớ sẽ để lại một ít. Tất nhiên một chút. Nhưng có còn hơn không? Thật là sảng khoái. Tớ yêu Coca. Ôi, tớ uống hết nước rồi. Giờ chỉ có thể liếm cổ chai. Ôi không. Cái chai dính vào mồm tớ rồi. Giúp. Tớ không thể tháo được ra. Ồ, hoạt động rồi. Điều gì xảy ra với đôi môi tớ vậy? Chúng không di chuyển chút nào. Bây giờ bạn trông giống như một con vịt vậy em mà. Được rồi, đừng cười nữa. Đến lúc phải làm dịu cơn khát rồi.
Tớ nghĩ cần một cái ống hút. Ồ, hương vị tuyệt vời thật đấy. Ước gì tớ có thể cảm nhận được điều đó. Lần khác đi Lily. Ôi, tớ có ý tưởng này. Tớ vẫn sẽ lấy được của tớ thôi. Emma, bạn có âm mưu gì đấy? Đấy là hứng Mary đi. Nếu bạn muốn, tớ không biết phải làm gì. Có lẽ chúng ta có thể khiêu vũ. Bạn đang làm rất tốt. Hãy tiếp tục đi. Trong thời gian chờ đợi, tớ sẽ thử Coca-Cola. Mà làm gì vậy Lily? Ôi, hơi ngại một chút. Này, nhận lấy đi. Lần sau đừng có lấy đồ của người khác nhé. Tớ nhận ra rằng bạn cố tình sắp đặt điều này. Đừng mong lấy được Coca-Cola của tớ. Tớ sẽ uống hết nó. Đấy, bạn thấy chưa? Được rồi, Mary, bạn nói gì cũng được. Ôi, đó có phải là chanh không? Ôi, ác mộng thật đấy. Tớ ghét đồ chua. Lần này, chúng ta mong có thể không? Thôi được rồi, phải lấy những gì còn lại. Ồ, tớ cũng không tệ lắm. Ôi không, đây là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Hoan hô, tớ sẽ không phải ăn chanh. Bạn có thể chúc mừng tớ rồi. Trời ạ, nếu tớ lật thẻ xuống thì sao? Nhìn kìa, tớ có thể giảm. Không, thủ thuật này không hoạt động đâu. Chấp nhận đi Mary. Thôi được rồi, đây là sự khởi đầu cho sự kết thúc. Trời ạ, chanh chua quá. Emma, tớ muốn nhắc bạn, bạn cũng phải có phần mà. Cảm ơn bạn nhưng không nên làm vậy. Được rồi, tớ có thể xử lý một lát. Nó hơi chua một tí thôi. Ôi, chua thật đấy. Trời ơi, tớ gói cả má rồi. Đấy, bạn không nên cười tớ. Tớ vẫn làm được, nhưng liệu bạn có thành công không? Đó là một câu hỏi khác. Thành thật mà nói, tớ không muốn trả lời một chút nào. Ôi, có rất nhiều nước. Trời ơi, nó chanh quá. Thật là khủng khiếp. Có vẻ như bạn yêu cầu thêm. Cố lên Mary, tớ sẽ giúp bạn. Trời ơi, tớ sẽ không bao giờ quên điều này. Mắt tớ, tớ không nhìn thấy gì cả. Tội nghiệp Lily, bạn có khỏe không? Mary, bạn ấy bị làm sao vậy? Đó là ai? Tớ đang ở đâu? Ôi, tớ cần rửa mắt gấp. Ôi, tạm biệt Lily nhá. Cửa đâu rồi? Ôi, có vẻ như tớ tìm thấy nó rồi. Đầu của tớ. Ôi, cậu ấy ngã rồi. Tất cả lại tại tranh ngốc của bạn. Tớ nghĩ chúng hoạt động rất tốt. Bạn tiếp theo nhá Emma. Vì mọi người đi hết rồi, tớ nghĩ tớ không phải ăn được rồi. Tốt. Kẹo. Đó là Skittles. Chúng ta chắc chắn may mắn rồi. Này khoan đã, cái này là thẻ của tớ mà. Thôi được rồi, tớ lại là người cuối cùng. Ôi, không nên vội vàng như vậy. Ừ, đúng rồi. Ôi, tớ vô muốn biết ba vì tớ lấy thẻ cuối cùng. Bây giờ tất cả kẹo của tớ sẽ là cho tớ nhá. Thật tiếc phải đưa hết cho bạn. Nhưng bạn không thể làm được gì. Không có lựa chọn nào khác. Emma, bỏ tay ra. Bạn cắn ngón tay của tớ. Đau. Thực ra tớ chỉ muốn lấy một viên kẹo duy nhất của mình mà. Xin lỗi, tớ hoàn toàn quên mất. Đừng lo, tớ sẽ cho bạn đó. Ôi, hình như không bắt được rồi. Chơi thêm lần nữa nhé. Ôi, lại không được rồi. Hình như tớ bị trật khớp hàm. Ồ, kẹo của tớ. Cuối cùng, nó là của tớ rồi. Phải lấy nó khỏi mũi và ăn. Ngon lắm. Tớ rất vui vì mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp. Bây giờ tớ có thể thưởng thức kẹo của tớ. Không dễ để đối phó với một phần to như vậy. Phải chuẩn bị đầy đủ để lao vào trận chiến. Thôi, tớ chuẩn bị xong rồi. Ôi, màu xanh đẹp thật đấy. Nó thật là mê hồn. Tại sao mình không cho hết cả các màu ra với nhau nhỉ? Ôi, thật là tuyệt. Tớ rất thích sắp xếp như này. Ê, bạn ấy làm gì vậy? Đây là lãng phí thời gian mà. Bạn không hiểu gì cả. Xem tớ đã làm tuyệt vời như thế nào. Xong, đó là kẹo cuối cùng. Ồ, trông tốt thật đấy. Nhưng đó có nghĩa là gì? Tớ là cô vong. Trời ơi, tất cả những gì tớ làm. Ôi, một phép lạ thực sự.
Ôi ngơ muối quá, có vẻ như tớ sắp phát hơi. Không làm ơn, bạn lau hỏng mọi thứ bây giờ. Xin lỗi, tớ không thể cưỡng lại được. Ôi không, kẹo của tớ đã biến mất. Trời ơi, trông thật là kinh tởm. Toàn chất nhờn màu xanh lá cây. Trời ơi, tớ đang mất lý trí. Oops. Ngại quá, chắc chắn rồi. Hãy nhớ quy tắc đơn giản, càng nhiều lượt like thì càng nhiều video mới. Và tất cả vì hoạt động của chúng tớ phụ thuộc vào bạn mà. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt.